Hôm nay Đảng bộ ngành ta tổ chức đại hội, bác mong các cô các chú phải nêu cao tinh thần đoàn kết, vì đoàn kết là một truyền thống cực kỳ quý báu của Đảng và nhân dân ta. Các đồng chí từ trung ương đến các chi bộ cần giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình. Các cô các chú có làm được như thế không nào? Dạ vâng.
các cháu múa hát rất hay. Dạ. Nhưng bất dần các cô các chú phải sáng tác nhiều hơn, hay hơn những khúc hát về tổ quốc, về nhân dân, để cổ vũ động viên cho công cuộc đổi mới của nước nhà. Các cô các chú có làm được như thế không nào? Dạ, có. Dạ. Dạ. Thế thì tốt. Văn hóa văn nghệ cũng là một mặt trận. Các cô các chú là những chiến sĩ trên mặt trận ấy. Hôm nay đảng bộ ngành ta tổ chức đại hội, bác mong các cô các chú phải nêu cao tinh thần đoàn kết, vì đoàn kết là một truyền thống cực kỳ quý báu của đảng và nhân dân ta. Các đồng chí từ trung ương đến các chi bộ cần giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình. Các cô các chú có làm được như thế không nào? Dạ, có. Tốt. Thế nhé, bác chào thân ái và quyết thắng. Xin được gửi tới toàn thể đại hội lời kính chúc sức khỏe, hạnh phúc, chúc đại hội